Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt phần mềm giả lập PS3 trên Windows. Thì việc đầu tiên, mình sẽ sử dụng phần mềm RPC S3 và trang web của họ ở đây. Và mình vào phần download. Các bạn dùng cho Windows, thì download cho Windows, dùng Linux, cho Linux. Click vào và download về. Ok, đã download nó về tổng thì mình sẽ được một phần mềm như thế này, file như thế này. Sau đó mình giải nén ra cái folder như thế này và chạy cái file này lên thì mình sẽ có như thế này. Ok, tiếp theo nó sẽ hỏi mình là upgrade cái firmware của PS3. Thì trong cái phần, trong cái trang chủ phần quick start, nó sẽ có cái thông tin để mình upgrade firmware ha. Rồi cái firmware thì click vào đây, nó sẽ chỉ mình tới trang chủ của PlayStation, Sony PlayStation, để download cái firmware về. Ok, mình click vào và download cái firmware về. Sau khi mình download cái firmware thành công xong rồi thì quay trở lại cái phần mềm RPC S3, mình vào menu file, chọn install firmware và chọn cái file PS3 đây và open it. Thì tất cả mọi thứ sẽ được làm, sẽ được cài đặt trơn tru và nhẹ nhàng. Và sau khi thành công thì mọi thứ sẽ tự động mất đi và lock vào thẻ đọc ở đây. Thì lý do là mình đã cài rồi nên những cái đây nó sẽ báo là exist. Còn nếu chưa cài thì nó sẽ diễn ra rất là bình thường. Đây, nhận chữ đỏ là trước đó mình chưa cài ha. Nói chung là không có báo lỗi gì cả. Cảm ơn các bạn.